gặp nhau bao giờ, yêu nhau lúc nào mà cảm giác lúc này là khổ đau. Đời quá phũ phàng, đôi ta điêu tàn, trải qua bể sâu bao trầm luân. Anh đành hẹn em, kiếp sau sẽ xuân vầy. Bao nhiêu yêu thương đành chôn sâu. Xin dừng lại đây, giấc mơ của đôi mình. Để nhìn em xót xa bên người ta. Anh đành nhìn em ra đi, anh đành nhìn em qua sông. Nước mắt em rơi theo dấu bể mùa xưa. Anh còn nợ em yêu thương, anh còn nợ em tương lai. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ kia sau. Nhắm mắt buông tay, ta đợi chờ. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, ngôi sao thuốc Việt, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh. Cũng may thằng Hiếu nó lấy được con Bông hiền lành nết na, con nhà gia giáo. Mình làm vậy coi như cũng giúp thằng Nghĩa trả bớt nghiệp của má nó gây ra cho thằng Hiếu, cho cái gia đình này. Má coi bộn lo cho anh Hiếu hơn chú ba. Chắc tại vì anh Hiếu yếu ớt hơn. Nhưng mà chú ba cũng đang bệnh sao? Anh thấy trong người sao rồi? Anh làm nhọc em nữa rồi. Tai Bông. Em không sao, vết thương nhỏ à. Thôi anh uống thuốc đi. Anh xin lỗi. Có lỗi chi đâu, anh cũng đâu có muốn vậy. Em có thấy mệt mỏi khi ở với anh không? Anh là chồng em, đừng nghĩ ngợi nữa.
uống thuốc đi để nguội. Anh có sao không? Uống từ từ thôi, em đâu có hối uống nhanh đâu. Anh muốn uống hết. Mới mốt quá, thầy Năm có đưa thuốc gì cho em, em cứ xác hết cho anh, anh sẽ uống hết. Anh sẽ cố gắng không để bệnh hoạn làm khổ em được. Anh là chồng của em, em không có coi chuyện chăm sóc anh là khổ. Bệnh của anh phải kiên nhẫn uống thuốc, không phải ngày một ngày hai đâu. Đừng có sốt ruột rồi rầu lo thêm. Anh cảm ơn em, anh nợ em nhiều quá. Công nhận là khéo tay thiệt. À, rất vừa dặn luôn. Giống như là Donny cho tôi vậy. Dạ, thầy vô mặt vừa dặn là em mừng rồi. Em chỉ nhớ may mắn hình dốc của thầy, rồi đo đại khái, cứ sợ là hỏng chuồng. Đo đại mà vừa y như vậy. Em nói thiệt đi, em để ý tôi kỹ lắm phải không? Tất nhiên em phải may kỹ rồi. Thầy cứ để ý từng đường kim mũi chỉ là biết à. Tôi hiểu, tôi hiểu tấm chân tình của em. Nếu như tôi đáp lại, em có chịu không? Cô ba nghe. Tôi nghe rồi. Nhưng mà không nhìn kêu cho thấy. Đúng ổn quá. Dạ. Tôi đem xôi cho cô ba nè. Xôi nè, ngon nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh luôn á cô ba. Ngon nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh thì anh ăn đi, đưa tôi chi. Ờ, ngon vậy tôi mới đưa cho cô ba ăn chứ. Khỏi, tôi giữ nếp. Hả? Bộ bị ghẻ lỡ chút mắm gì sao ăn nếp sợ nó bưng mủ. Cô ba xạo tôi nè. Hôm hổm á tôi thấy cô ba mua xôi ăn đúng không? Cô ba đâu có bị dị ứng nếp đâu. Ừ, tôi không dị ứng nếp, tôi dị ứng anh á. Đã nói là đừng có theo tôi nữa mà. Người ta dòm ngó, tôi mang tiếng, tôi đâu thích anh đâu. Cô ba không thích tôi hả? Không. Vậy cô ba thích xôi á. Cô ba ăn đi, tấm lòng của tôi mà. Thôi nghe, tôi đang học, không thôi đâu mà nói chuyện với anh à. Cô ba, giữ đói ăn. Ê, trời trời, đói nhớ lấy ăn nha. Người như con đĩ vậy. Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, ngôi sao thuốc Việt, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh. Cho chị nè. Của người ta cho em mà. Em không thích, bỏ thì tội. Chị ăn giùm em đi.
Người ta thiệt tình với em như vậy mà em chê. Em kén chọn quá, mày mốt ế cho mà coi. Em thật ế quá hơn. Cô Ba có sao không cô Ba? Tôi thấy cái đèn bị lệch nên sửa lại thôi. Cô Ba lại ghế ngồi nghỉ đi, để em làm cho. À, cô tiệm giùm tôi nghe. Tôi đi đây một chút. Dạ. Cô đi. Cô đi. Chị mua đèn hả chị? À, không phải, tôi đi tìm anh. À, thật ngại quá, tôi cũng chưa được biết tên của ảnh, nhưng ảnh là chủ của tiệm này. À, cậu Ba em vừa mới ra ngoài rồi. À, chị kiếm cậu cái gì không chị? À, cho hỏi chừng nào cậu Ba của anh về. À, em cũng không có rành nữa, nhưng mà thường á cậu đi không có lâu, hay là chị vô tiệm ngồi đợi đi. Cảm ơn, bữa xe tôi ghé lại. Dạ. Dạ cô ơi. À, dạ thưa cô có phải là cô Hồng không ạ? Tôi đây. À dạ cậu Nghĩa, chỗ tiệm đang kéo quân á. Hồi nãy á, cậu đi ngang có thấy cô mà kêu cô không có kịp. Dạ. Nên cậu kêu tôi á đi theo cô để đưa cô quay lại gặp cậu. Vậy sao? Cậu Nghĩa đang ở đâu? À dạ cũng không có gần lắm. À hay là cô lên xe đi, tôi đưa cô đi cho lẹ. Nghĩa ở đâu? Sao đi nãy giờ chưa tới? Báo người ta! Báo người ta của tôi vậy! Không sao đâu, để tôi hút thuốc cho anh. Anh Nghĩa. Dạ. Anh sao rồi, khỏe chưa? Tôi đỡ sốt rồi, nhưng mà sao cái tay còn mủ mủ, với lại đau nhức quá thầy. Để tôi coi cho. Nghĩa, không sao đâu. Tay sưng như vậy là do tác dụng của thuốc. Còn vết thương rỉ mủ là do bài độc tố ra ngoài. Anh cứ uống thuốc hôm bữa là được. À, vậy hả? Tôi cứ sợ là cái tay nó làm độc. Anh không tin thầy thuốc. Vậy tới đây làm chi? À, không sao đâu. Anh về nhà lấy nước muối rửa hàng ngày là được. Dạ, tôi biết rồi. Cảm ơn thầy. Chào anh Nghĩa, nhớ uống thuốc đầy đủ nha. Dạ. Lần này tao sẽ cho mấy ông Tây ở nhà thương cưa cục bằng tay của mày. Coi có đứa con gái nào ở cái thị xã này dám thương cái thằng cục tay không.
cậu. Cứ để đó đi. Chiều nay hiệu thuốc đóng cửa, tao sẽ tới đó. Dạ. Cậu. Dạ. Đây cậu, gà ác tiền thuốc bắc. Cậu ăn bồi bổ lại sức khỏe cậu. Ngon à. Dạ. Thấy cậu mày chưa? Có chuyện gì cậu mày muốn làm mà làm không được chứ. Dạ, nhất cậu rồi á. Nhưng mà tao vẫn còn muốn làm một chuyện. Gì cho cậu? Giành lại bông. Trời đất, cậu cũng muốn cưới cô Bông hả? Cô Bông đã cưới thằng chồng Dực Kinh Phong rồi, giờ cậu làm gì có cửa? Mày nói gì? À, dạ không, à, ý em là em tức giùm cậu á. Cậu đường đường là một thầy thuốc đẹp trai, học vấn đàng hoàng, có bằng RV, có tiếng ăn lê. Đáng lẽ cô Hai phải mê cậu. Đằng này cô Hai đi cưới thằng chồng Dực Kinh Phong, cô làm vậy chả khác nào cô bỉ vô mặt cậu á. Mày im nha. Dạ. Anh xin lỗi cậu. Tao nghĩ là Bông không có ưng thằng đó đâu. Chắc chắn là cái nhà bên đó ép Bông lấy thằng Dược Kinh Phong, chứ không phải thằng Nghĩa. Bông đâu có thương yêu gì nó. Ai, tính ra gia dế bây giờ cũng Bông với thằng Nghĩa càng không phương thế mà tới với nhau. Như vậy tao càng có cơ hội. Nếu như tao giành lại được Bông thì coi như tao cứu Bông thoát khỏi địa ngục trần gian với thằng chồng bị Dược Kinh Phong. Nhưng mà ván đã đóng thuyền rồi, không lẽ người danh giá như cậu đi lấy một thiếu phụ lỡ một đời chồng, không lẽ đi ăn một miếng bánh mà thiên hạ đã mở ra ăn rồi hả? Tao không nghĩ rằng Dược Kinh Phong ốm yếu đó là một tích sự gì đâu. Biết đâu Bông vẫn còn là con gái. Cậu nó cũng có lý ha. Cậu, em nghĩ cậu nên về dưới giờ hỏi thử. Nếu được á, hỏi thẳng cô Hai luôn. Hồi nào cổ còn chưa lỡ lần đò là cổ sẽ làm giá. Bây giờ lỡ dở rồi, cậu mở lời, cổ phải mừng chứ, phải không cậu? Mấy bữa nay mình không có dịp nào gặp anh Du hết. Mình nhớ ảnh quá, nhưng không biết chuyện cớ gì để gặp. Đường đột quá thì sợ ảnh cười. Cô Ba. Anh kêu tôi bình thường được không? Dạ rất bình thường mà cô Ba. Sao mỗi lần cô Ba gặp tôi mặt cô Ba nhăn như khỉ ăn ớt vậy cô Ba? Tại tôi bị giật mình á. Có chuyện chi nói lẹ đi, tôi đang học không có quẩn đâu. Dạ. Này là xôi ngon nhất. Làm kỳ lục tỉnh nữa hả? Đúng rồi. Tôi no rồi, anh cầm về đi. Từ đây sao anh đừng kiếm tôi nữa, tôi xin anh luôn á. Cô Ba. Đã nói là không có. Dạ tại cô Ba đi nhanh quá kêu lẹ chứ không đi vô. Gì nữa? Dạ, cậu muốn gặp cô Ba. Hả? Anh Du à, thầy Du muốn hẹn tôi hả? Thuốc ho bổ phế Bảo Thanh, ngôi sao thuốc Việt, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh. Khi nào cô Ba học xong á, cô Ba tới địa chỉ này nè.
Học xong rồi nhớ tới đúng giờ nha. Biết rồi, cảm ơn anh. Cô ba. Nhỏ. Còn gì nữa? Xôi ngon nhất Nam Kỳ Lục Tỉnh. Anh ăn đi. Chào cậu ba. Dạ thầy. Cậu ba. Mời cậu ba. Dạ. Mời cậu ba ngồi. Dạ. Cảm ơn thầy. Đây là lần đầu tiên cậu ba tới những chỗ như vậy đúng không? Dạ. Cô ba muốn uống gì? Cam giác hay sữa tươi? À, dạ em muốn gì cũng được ạ. Cho anh một ly cà phê đen và một ly cam giác. Cảm ơn. À, dạ thầy hẹn em ra đây có chuyện chi không thầy? Cũng không có chuyện chi, chẳng qua muốn hỏi thăm gia đình cô ba. À, hổm rày ông giáo vững mạnh chứ? Cảm ơn thầy, cha em vẫn bình thường. Từ cái lúc mà được bà thầy khám rồi bốc thuốc cho, cha em đỡ hẳn luôn, ăn được rồi ngủ được nữa. Gia đình em mang ơn gia đình thầy lắm. Vậy thì tôi an tâm rồi. Đây là vài lạng cao hữu cốt, trị đau nhức xương khớp rất tốt. Tôi gửi biếu ông giáo, cô ba mang về giùm tôi nghe. Dạ, em cảm ơn thầy. Còn đây là chút quà tôi gửi cho vợ chồng cô hai. Cái này cô ba cứ đem về dưới gửi cho vợ chồng cô hai giùm tôi. Hôm đám cưới tôi có hay tin, tôi bận công chuyện không thể về dưới gửi quà biếu được. Từ bữa tới nay tôi áy náy lắm. Nhưng mà cô ba, cô ba đừng ngại, tôi hiểu cô ba. Mặc dù vợ chồng cô hai không mời tôi dự đám, nhưng tôi rất quý cô hai, cô ba cũng biết mà. Thành ra đây là chút tấm lòng của tôi dành cho cô hai. Cô ba đưa giúp tôi nghe. Dạ, thầy nói vậy thì em xin nhận. Em sẽ đưa cho hai. Cảm ơn cô ba. Tôi cũng không buồn rầu chuyện cô hai không mời tôi dự đám cưới đâu. Tôi cũng hiểu mà. Đám cưới đó cô đâu có vui vẻ gì, cho nên cũng không muốn nhiều người biết. Thiệt tình, tôi nghe người ta nói ra nói vô, nói về đám cưới cô hai. Nếu đúng thiệt là vậy, cô hai về nhà chồng bên đó chắc chắn không ấm êm rồi. Thiệt tội cô hai quá. Thầy nghe ai nói chuyện chi đó thầy? Thì tôi nghe người xóm rạch lên kể cho tôi. Người ta nói là gia đình chồng cô hai ép cổ lấy người con bị kinh phong để giải hạn. Có đúng không cô ba? Thì ra ảnh hẹn mình ra đây cũng chỉ để hỏi về chị hai thôi. Ảnh vẫn còn tơ tưởng chị hai sao? Cô ba cũng biết tôi có tình ý với cô hai,
cô hai lấy chồng. Tôi tưởng cũng xong rồi, không có hoài tâm nữa. Nhưng khi nghe người ta nói ra nói vô chuyện cô hai sống không hạnh phúc ở nhà bên đó, rồi cũng không thương yêu gì người chồng hiện giờ, tôi nói thiệt, tôi thương cô hai dữ lắm. Em không biết là thiên hạ theo dệt cái gì mà làm thầy hiểu lầm tới vậy. Nhưng mà chị hai em đang sống bên nhà chồng rất là hạnh phúc. Hạnh phúc? Rõ ràng lúc trước tôi về dưới, chính miệng cậu Nghĩa thừa nhận sắp cưới cô hai. Sao cuối cùng chồng cô hai lại là người khác? Dạ thì lúc đầu là chị hai em với lại anh Nghĩa đúng là có thương nhau, cũng định ngày cưới rồi đó. Nhưng mà sau này giận nhau rồi không cưới nữa. Lúc đó em thấy hai buồn quá, em có nói là hay là hai ưng thầy đi, tại vì thầy cũng có tình với hai. Nhưng mà hai không chịu, hai chọn anh Hiếu. Bây giờ thì hai em với anh Hiếu đang sống rất là đầm ấm với nhau, thì cũng giống như là ông bà cha mẹ mình ngày xưa vậy đó. Lúc cưới thì chưa thương, nhưng mà cưới về dần già rồi lại thương đó thầy. Thầy, em biết là thầy còn thương tưởng hai, nhưng mà em khuyên thầy đừng nghĩ tới hai nữa. Tại vì nếu mà hai ưng thầy, hai đã chọn thầy ngay lúc đó rồi. Cô ba nhìn tôi, có điểm nào thôi xúc anh rể cô ba chứ? Tại sao cô hai chọn anh ta mà không ưng tôi? Thì đúng là thầy không thua xúc gì anh Hiếu hết, nhưng mà chắc hai có lý do của hai. Cô ba Lệ, nếu mà có chuyện cô ba đừng giấu tôi. Nếu như cô hai sống bên nhà đó phải chịu đựng khổ sở, tôi sẵn sàng giang tay đón cô hai về. Nhờ cô ba nói lại với cô hai cặn kẽ tâm ý của tôi, để coi cô hai tính ra sao. Thầy đừng có vậy nữa mà. Hai của em đã cố tình tránh mặt thầy từ lúc mà biết tình ý của thầy rồi. Hai còn dặn em là sau này đi lấy thuốc á thì em đi lấy đi, tại vì hai không muốn gặp thầy. Vậy sao? Chị hai, em xin lỗi chị. Em buộc lòng phải nói vậy để cắt đứt tình cảm trong lòng thầy Du. Em làm vậy vừa tốt cho em mà cũng là tốt cho chị hai nữa. Em tránh mặt tôi rồi lại chọn lấy thằng chồng Kinh Phong. Em coi tôi còn thua thằng Kinh Phong đó sao? Em bỉ mặt tôi sao bông? Vô đi. Có gì không cậu? Tao có chuẩn bị mấy thang thuốc. Ngày mai mày đem qua hiệu Mai Ngọc Hằng, nói với cô ba Lệ là thuốc cung cháu thâm bổn. Dạ, vậy mai em đem liền nha cậu. Thuốc kho bổ phế Bảo Thanh, ngôi sao thuốc Việt, sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh. Đi đi. Dạ cậu.
chỉ cần ông giấu mấy vị thuốc đại kệ với cao hữu cốt thì dăm ba bữa nữa cô sẽ đứng ngồi không yên thôi. Cô đã ưng lấy thằng Kinh Phong để bỉ mặt tôi thì tôi sẽ biến cuộc hôn nhân của cô ra địa ngục. Cô Ba! Cô Ba lại! Tôi tính chạy qua nhà Mai tìm cô Ba nè, gặp ở đây đỡ ghê. Anh đúng mồm luôn á. Dạ. Đâu sao, ở ngoài đường mà. Anh tìm tôi chi nữa? À, dạ. Cậu kêu tôi đem thuốc đưa cho cô Ba về, đưa cho ông giáo uống. Cô Ba tính gì dữ hả? Này á hả? Dạ. Thầy Du có lòng thì tôi xin nhận. Nói với thầy Du là tôi cảm ơn thầy nghe. Dạ, dạ, không có gì. À, cậu Du có dặn tới dặn lui, dặn xuôi dặn ngược tôi là phải nói với cô là đưa cái thuốc này cho ông giáo uống kèm với lại cao hữu cốt. Bữa trước cậu Du đưa đó, vậy nó mới có tác dụng nhanh khỏe. Dạ. Tôi biết rồi. Dạ. Cô Ba đang tìm xe hả? Dạ. Để tôi chạy vô nhà lòng chợ, tôi kêu xe ra chở cô Ba về nha. Không cần đâu, ở đây nhiều xe mà. Hay tôi lấy xe đạp tôi chở cô Ba về. Có xe rồi. Phu xe. Mình đâu phải phu xe. Cô Ba! Cô Ba lại! Cô Ba lại! Cô Ba! Cô Ba về dưới, chừng nào cô Ba lên. Anh nhớ nói với thầy Du là tôi cảm ơn thầy nhiều lắm nghe. Đừng có quên á. Dạ không quên. Nhưng mà ý tôi hỏi là chừng nào cô Ba mới lên. Tôi lên xuống lúc nào cũng phải tôi gửi anh hả? Dạ không có cần. Vậy thì thôi. Nhưng mà tôi muốn biết. Anh không cần biết đâu. Vậy nghe. Cho tôi đỡ. Tôi tự lên được. Dạ đi đi anh. Cô Ba! Cô Ba về cẩn thận nha. Cô Ba có bề gì tôi sống không nổi đâu đó. Ủa, con. Ừ, con vô thay đồ nghỉ ngơi một chút rồi cha con mình ăn cơm. Bữa nay cha con mới cá lóc đồng ngon lắm. Thôi, ngon vậy cha? Ừ. Vậy để con vô con cất đồ rồi ra ăn với cha nha. Cha phơi bồ kết nữa hả? Ừ. Mỗi lần thấy cha phơi bồ kết vậy là con nhớ hai à. Ừ. Con gái lớn lên có được chỗ dựa êm ấm, cha mừng. Nhưng mà cha cũng rầu trong bụng. Không biết ở bển nó có hạnh phúc không. Mỗi lần nghĩ tới cái chuyện này giống như ai thắt ruột thắt gan cha vậy. Đừng lo nghĩ nữa mà. Cái này là do hai bên nhà hiểu lầm nhau rồi cha bị vô tình thế khó xử. Chứ cha đâu có tội tình chi đâu. Cười cái con coi coi. Con nhỏ này. Ừ thì cười nè. Cha cười chưa? Cùi méo xẹo vậy. Mà con hỏi thiệt nghe, chàng phơi bồ kết này cho ai vậy? Cho con chứ cho ai. Cha gạt con. Cha nhớ hai nên cha phơi để đỡ nhớ đúng không? Không có đâu, cha nói thiệt mà. Mai mốt con đi lấy chồng xa, có ai gói bồ kết gửi lên cho con không he? Cha mày, bữa nay mày đặt phân bì với chị hai nữa nghe. Ủa, mà con nói lấy chồng xa là sao? Đừng có nói với cha là
con đang để ý ai trên thị xã nghe không? Dạ không, đâu có đâu. Mà chị yên tâm đi, con mà có lấy chồng xa con cũng mang cha theo ạ. Ê, không có được đâu. Cha không có gả con gái cha đi xa đâu đó. Ủa? Nhiều khi cha không muốn, nhưng mà hôn nhân là duyên nợ chứ bộ. Thì Du có gửi thuốc bổ cho cha nè. Ủa, con có đòi hỏi chi không mà tự dưng thầy Du gửi thuốc cho cha vậy? Dạ không, con đâu có đòi hỏi chi đâu. Tại thầy Du tử tế á. Thầy Du còn gửi trái này nữa nè. Cha cao hổ cốt quá cha. Chàng ơi, cái này mắc tiền lắm, sao tự nhiên thầy Du lại... Thì tại thầy kính quý cha đó. Thầy dặn á là cha phải vừa uống thuốc bổ, vừa uống thêm cái này mới mau mạnh sức được. Ê, thầy Du cứ cho thuốc vậy, mình mang ơn mang nghĩa, biết chừng nào trả được hả con? Cha lo xa quá. Thầy Du đâu có bắt cha trả ơn đâu. Mà cha, cha thấy thầy Du làm sao? Muốn nhận định một con người á, đâu có chỉ ngày một, ngày hai mà được con. Nhưng mà nhìn sơ sơ á, thì cha thấy thầy Du là một người có tư cách. Dẫu gì thầy cũng là thầy thuốc mà. Dạ. Con hỏi vậy thì cha cũng hiểu ý con rồi. Nhưng con nên nhớ là thầy Du đã từng có tình ý với chị hai con. Mặc dù không duyên nợ, cha lo là mai này con khổ vì cứ tư tưởng có một mình. Mà hai đi lấy chồng rồi mà, thì từ từ thầy cũng quên chị thôi. Con à, cố gắng lo học để có cái nghề. Xã hội bây giờ người ta coi trọng cái môn đăng hộ đối. Nhà mình không bằng ai. Con đừng có ảo vọng quá, mơ cao rồi mai này khổ lắm đó con. Hơi đau một chút, em ráng đi. À, đau lắm hả? Dạ không sao, hơi sót chút thôi anh. Sao rồi con? Dạ con không sao đâu má. Má, tay bông bị thương như vậy, má đừng có cho bông làm việc nhà nha. Công chuyện nhà có thằng Mén nó làm rồi, má đâu có bắt vợ con làm đâu. Nó làm má còn rậy nó nữa. Chỉ tại vợ con nó siêng năng, ở không không đặng. Con bị thương có chút xíu à, má với anh đừng có sốt ruột quá. Chanh đó vợ con thích lắm đó. Tuy là con dò lại hơi nhanh một chút, nhưng mà vẫn đẹp. Má thấy đúng không? Đúng rồi. Dạo này má thấy thằng Hiếu nó tươi tỉnh hoạt bát hẳn lên. Cũng nhờ con yêu thương chăm sóc cho nó mới được như vậy. Dạ, bổn phận của con mà. Bây giờ con là con dâu của má, là vợ của anh Hiếu. Con sẽ giữ cho trọn đạo.
Cảm ơn con nhiều nha. Cha, sao cha ho dữ vậy? Cha thấy trong người sao? Trong người cha không có sao, mà ho quá. Chắc từ chiều giờ trời gió nhiều cho nên nó ho. Có thiệt là trong người cha không mệt chi không? Không có giấu con nghe. Không sao mà, con đi ngủ đi. Gió mái cho ho chút chắc hết rồi, không sao đâu. Để con đỡ cha vô ngủ. Cha không sao đâu, con đi ngủ đi. Cha. Nửa đêm nửa hôm có chuyện gì cha phải kêu con liền nghe. Cha biết rồi. Bà chọn được nồi nào chưa? Con gái mà nước da hơi ngâm, mặc màu này hợp hả chị? Dạ hợp. Màu này á sẽ làm cho nước da sáng hơn. Bà rờ thấy mát không? Lụa Mã Châu đó. Bà mua cho con gái hả? À không, tôi chọn cho con dâu tôi. À, con dâu bà đúng là có phúc đức á. Lấy cho tôi khúc này đi. Dạ. Cảm ơn. Bén ơi, mở cửa cho bà. Em lau bàn tiếp đi, để mở. Dạ, cha em ăn ít lắm. Em thấy hình như là trong người cha không khỏe. Cô bà có cho em giấu thuốc bổ chứ cao hữu cốt tôi đưa không? Cha em dẫn thuốc đều đặn với thầy dặn mà. Thì cô bà cứ tiếp tục cho em giấu thuốc bổ, theo dõi thêm 2 ngày nữa. Nếu mà vẫn chưa khỏe thì cô bà nói với cô hai, quá bộ lên đây gặp tôi một lần. Dạ, con xin phép ba má cho ngày mai con lên thị xã, lối chiều chiều con về. Có chuyện gì vậy con? Con lên đó bàn công chuyện với thầy thuốc. Cái gì đây? Má, tụi bay dám làm chuyện bại hoại gia phong như vậy sao? Dạ, dạ con tính ghé tiệm để coi tiệm nhà mình làm ăn ra sao. Rồi con thấy chú ba sốt nên con nán lại lo. Nó thành niên sức già dai rộng, có bệnh thì cũng tự lo, càng chi tới mày phải lo. Còn mày, có chồng rồi chỉ cần lo cho chồng là đủ. Còn chị dâu em chồng tăng tiểu riêng tư kiểu này, thiên hạ mình gì thấy, còn gì bằng mũi tông môn gia đình nữa. Cô bao là người đàng hoàng, không có chuyện tư tình với em chồng vậy đâu. Cậu là ai? Dạ. Kìa thưa thầy, em chồng của tụi đang sốt cao lắm, tôi nhờ thầy. Không phải người giả ai hết.
thầy. Chuyện gia đình tôi thầy không biết hết đâu. Má có đau chưa cho người? Không, má có đau gì hết á. Con lo cho vợ con kìa. Nó đi đường xa, ở trên thị xã nó gặp biết bao nhiêu công chuyện trên đó. Chắc là nó mệt lắm á.